hello xin chào anh chị em hôm nay mình sẽ phân tích chia sẻ và gửi đến anh chị em cái diễn biến của thị trường ở trong những phiên sắp tới liệu cái đà điều chỉnh nó còn tiếp diễn hay không dòng tiền đã rút ra khỏi đã rút ra xong ở nhóm ngân hàng hay chưa bao giờ thì cái nhóm thép cũng như là nhóm chứng khoán nó sẽ tăng vượt đỉnh và có cái kịch bản nào có cái xác suất nào trong những phiên sắp tới cái nhóm chứng khoán cái nhóm thép nó sẽ quay đầu điều chỉnh hay không anh chị em theo dõi chi tiết cái nội dung video này anh chị em sẽ có thêm cái góc nhìn về thị trường cũng như là các kịch bản cái kịch bản mà những cổ phiếu này nó đã trải qua trong quá khứ để anh chị em có cái góc nhìn khách quan nhất về những cổ phiếu anh chị em đang nắm giữ đang theo dõi để có cái hành động phù hợp với thị trường trong những phiên sắp tới anh chị em nhé trước khi mình đi vào cái phần chi tiết của nội dung video ngày hôm nay thì anh chị em có thể like và subscribe kênh để ủng hộ mình anh em nhé trước hết thì mình sẽ đi vào cái phần diễn biến của thị trường chung ở phiên ngày hôm nay sau khoảng 3 phiên rung lắc gần đây nhất thì cái chỉ báo tâm lý về tham lam sợ hãi của thị trường nó đã quay về cái vùng gần như vùng trung lập nó quay về cái mốc 60 điểm trong một vài phiên tới thị trường cũng như là một số cổ phiếu nó có quay đầu nó chỉnh cổ phiếu nào nó chỉnh kịch bản như thế nào, lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết, nó sẽ giống như là một số cổ phiếu trong quá khứ, mà những cổ phiếu này sau cái nhịp chỉnh đó, nó đều mang lại siêu lợi nhuận từ cái siêu sóng mà nó đã đạt được trong quá khứ, Để anh em phải theo dõi chi tiết cái phần nội dung này, anh em nhé Đối với chỉ báo thị trường của chúng ta, cái chỉ số đích sau phiên ngày hôm nay, nó đã chính thức lấp xong cái gap ở cái phiên ngày 19 tháng 1, với một phiên tăng mạnh tăng khoảng 12 điểm So với giai đoạn hiện tại của thị trường thì một phiên tăng 12 điểm là một phiên tăng khá mạnh Kể từ ngày 19 tháng 12 có nghĩa là một phiên tạo đánh ngắn hạn của thị trường Cho đến thời điểm hiện tại thì thị trường nó cũng mới chỉ có khoảng 3 phiên là tăng trên 10 điểm Phiên ngày 19 tháng 1 là phiên thứ nhất Phiên ngày mùng 3 tháng 1 là phiên thứ hai Và phiên ngày 25 tháng 12 là phiên thứ ba Nó chỉ mới có 3 phiên nó tăng trên 10 điểm thôi thì cái phiên 19 tháng 1 vừa qua Mình đánh giá là một phiên tăng khá mạnh của thị trường Tuy nhiên sau đó cho đến thời điểm hiện tại Thì thị trường nó đã có bốn phiên nó chứng lặng Sau phiên tăng mạnh Và đến phiên ngày hôm nay Thì thị trường nó chính thức nó lấp xong cái gáp Với cái diễn biến này thì có thể một vài phiên tới thị trường nó tiếp tục nó test lại về quanh vùng 1160 Sau đó nó được cái đường EMA 20 ngày nó đỡ Đây là chính là cái đường chen xu hướng của thị trường sau khi chạm cái mốc hỗ trợ này thì nó sẽ bắt đầu có lực cầu tham gia mua vào mạnh và sẽ giúp cho thị trường tiếp tục bật tăng đi lên và nó lại tiếp tục trở lại cái xu hướng và tiếp tục chinh phục cái vùng 1.200 điểm trong thời gian tới đến thời điểm hiện tại thì thị trường nó vẫn đang bám theo cái kịch bản mà mình đưa ra ở ngày 20 ngày 21 tháng 12 có nghĩa là thị trường nó sẽ chinh phục được cái vùng 1.200 điểm trong tháng 2 hoặc đầu tháng 3 đến thời điểm hiện tại mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm này và mình vẫn đang kỳ vọng trong tháng 2 tới thị trường nó sẽ sớm chinh phục được cái vùng 10.200 điểm những cổ phiếu thép nó đi lên những cổ phiếu chứng khoán nó đi lên thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái siêu sóng và có thể con sóng này nó sẽ là cái con sóng chạy nước rút để giúp cho anh chị em thực hiện cái cơ hội thành lợi nhuận thị trường nó chỉ cần tăng một vài điểm Cổ phiếu anh chị em cầm nó vẫn tăng thì anh chị em có liệu có cần phải theo dõi cái chỉ số thị trường làm gì không? Trong mấy viên gần đây gần như mình chẳng theo dõi cái chỉ số thị trường chung, mình cũng không gần như không quan tâm quá nhiều là liệu thị trường nó có chỉnh hay không, mà cái điều mình quan tâm là cổ phiếu mình cầm nó có tăng hay không. Ví dụ như ngày hôm nay thị trường tiếp tục chỉnh, tiếp tục giảm, nhưng thằng hoa sen mình cầm nó vẫn tiếp tục nó tăng 1%, thằng FTS mình cầm thì nó giảm một chút nhưng không gần như không ảnh hưởng gì. Bắt đạt thì hôm hôm trước mình cầm nhưng mà mình bán mất rồi. Hiện tại thì mình chỉ còn cầm thằng Hoa Sen và cầm thằng FTS thôi. Hoa Sen cầm nhiều hơn, FTS thì cầm ít hơn. Và những cổ phiếu này mình đang có vị thế có lãi nên cầm rất yên tâm. Hôm trước mình mua ở đây, mua ở 22 2.1. Đây chính là cái khoản lãi đấy để bảo vệ mình. Trong một vài phiên tới lỡ chẳng may nó có thủng đường em 20 ngày, mình sẽ bán bớt. Và nếu như nó thủng đường em 50 ngày thì nó sẽ về cái mức hòa vốn của mình. Mình không hy vọng nó giảm về đây nhưng nếu như có giả về đây thì anh chị em cũng nên chấp nhận Và cái kịch bản này mình chuẩn bị mình phân tích để gửi tới anh chị em Để anh chị em có cái góc nhìn khách quan nhất về cái nhóm thép là một Nhóm chứng khoán là hai cũng như một số cổ phiếu bất động sản Để anh chị em có quyết định phù hợp cho những phiên sắp tới Nếu như chẳng may nó xảy ra một cái chỉnh Thì anh chị em có cái hành động phù hợp, hành động kịp thời Anh chị em nhá những cổ phiếu như Hòa Phát, như Hoa Sen, như Nam Kim cho đến thời điểm hiện tại nó cũng có những cái nét tương đồng so với chính bản thân thằng đích ở hồi năm 2021 có nghĩa là sau một giai đoạn tăng mạnh đi lên nó xảy ra một cái nhịp chỉnh đầu tiên sau cái nhịp chỉnh đầu tiên thì cổ phiếu nó tiếp tục hồi phục lên đến cái vùng đỉnh cũ sau một quá trình hồi phục nó đi ngang tích lũy và nó có một vài phiên nó tăng mạnh tiến lên đến cái vùng đỉnh cũ khi nó tăng đến cái vùng đỉnh cũ nó tạo thành một hai phiên lửa để coi đây là một phiên tách cung sau phiên hôm đó thì nó quay đầu nó giảm và phiên này giảm khoảng 3% và nó quay về cái nền giá bên dưới nó được cái nền giá bên dưới nó đỡ và nó tạo một thành một cái mẫu hình hay đấy ngắn hạn và nó tiếp tục bứt phá đi lên nó lại tiếp tục nó tăng đến cái vùng đỉnh cũ và sau quá trình này này nó xảy ra một cái quá trình gọi là LPS theo viết đây và sau giai đoạn này thì cổ phiếu nó mới chính thức nó bước vào cái siêu sóng để anh chị em hiểu được cái con sóng siêu sóng nó mang lại cái tiềm năng ra sao. Thì ở cái thời điểm hiện tại mình đang nhận thấy là thằng Hòa Phát cũng như là thằng Hoa Sen cũng như là thằng Nam Kim. Cụ thể là phiên ngày hôm nay nó cũng đang có những cái nét nó giống với phiên ngày 12 tháng 4 năm 2021 của thằng Hòa Phát. Mình phân tích cái điều này để anh chị em chuẩn bị cái kế hoạch cho phiên ngày mai. Nếu như phiên ngày mai đầu phiên nó xanh và cuối phiên nó quay đầu giảm thấp nhất phiên và nó có một phiên giảm khoảng 2 3% với cái thanh khoản nó gia tăng dần phiên trước đó nó cũng có một phiên tăng khá là mạnh với phiên tăng khoảng 5 nhưng sau đó thì nó vẫn có một cái nhịp nó rũ xuống bên dưới và cái nhịp này thì nó rũ từ cái vùng đỉnh xuống bên dưới là khoảng 14 một cái nhịp rũ không hề nhẹ và những anh chị em mà FOMO thì phải nhận một cái chai đắng có thể sẽ bị bán đúng cái vùng đỉnh đây là lý do vì sao mình thận trọng mình phân tích, mình chia sẻ với anh chị em là Anh chị em không nên mua FOMO Không nên mua ở những phiên cổ phiếu nó break đi lên Anh chị em sẽ gặp phải nhiều rủi ro hơn là cơ hội Và anh chị em cũng phải hiểu được cái cách đánh Trong một thị trường sideways, Trong một thị trường đi ngang Thì anh chị em vẫn mang về được những khoản lợi nhuận Anh chị em linh hoạt Thì anh chị em vẫn mang về lợi nhuận Còn anh chị em mà đánh sóng Thì phải kiên trì đủ lâu Phải nằm gai nếm mật của nó đủ lâu thì anh chị em mới mang về được cái khoản lợi nhuận đủ lớn anh em nhá. Nên nếu như mà chẳng may trong phiên ngày mai hoặc phiên ngày kia một số cổ phiếu này nó có lăn ra nó có quay đầu nó điều chỉnh thật thì mình cũng không cảm thấy quá bất ngờ nếu như cái kịch bản này nó diễn ra. Và cái kịch bản này thì nó cũng giống như cái kịch bản mà một số cổ phiếu như Hoa Sen, Hòa Phát nó giống với thằng FTS ở hồi năm 2021 Có nghĩa là khi nó tăng lên đến cái vùng đỉnh cũ Nó xảy ra một cái nhịp rung lắc Sau khi nó xảy ra một cái nhịp rung lắc Thì nó quay đầu nó điều chỉnh Mỗi viên nó chỉ giảm khoảng 1-2% thôi Nhưng từ cái vùng đỉnh này, này Nó giảm về đây nó giảm khoảng gần 10% Có nghĩa là mỗi ngày anh chị em cầm cổ phiếu Cứ mỗi ngày là bị xén mất một ít và sau khoảng 10 12 phiên thì cổ phiếu nó test xong. Nhìn chung ấy, thì nó chỉ test lại về quanh cái vùng hỗ trợ ở bên dưới thôi. Nếu như cái kịch bản này xảy ra giống như là cái thằng đích ở năm 2021 ấy, anh chị em cứ đối chiếu xem nó có những cái đặc điểm tương đồng so với cái thời điểm hiện tại hay không anh em nhá. Trước hết, thứ nhất ấy, trước đó nó cũng có một phiên tăng mạnh. Nó cũng giống như ngày 22 tháng 1 vừa qua. Cuối phiên nó không giữ được cái mức giá tăng cao nhất Sau đó khoảng 2-3 phiên Nó xảy ra một cái nhịp rung lắc Nó cũng giống như thằng Hòa Phát này Nó cũng giống như thằng Nam Kim thôi Và đến phiên ngày hôm nay Về bản chất ấy, Mình đánh giá nó chả khác gì phiên này cả Thì có thể một vài phiên tới Những cổ phiếu này Nó sẽ quay về cái vùng nền giá này, này. Nó gãy kênh xuống bên dưới này Sau đó Nó sẽ đi ngang ở vùng này một vài phiên Rồi lúc đó Nó mới tăng được lên vượt qua cái vùng đỉnh có thể khi nó tăng vượt đỉnh nó lại tiếp tục xảy ra một cái nhịp rũ nữa cái nhịp rũ này thì nó sẽ là cái nhịp rũ LPS mà giống như thằng đích ấy. trước khi nó bước vào một con siêu sóng ấy thì nó xảy ra một cái nhịp rũ mạnh này đấy là cái câu chuyện sau cái kỳ nghỉ lễ Tết lúc đấy chúng ta bàn sau còn bây giờ chúng ta bàn trong những phiên sắp tới đã để anh chị em kịp thời nắm bắt cái thông tin để anh chị em kịp thời đưa ra cái hành động phù hợp cho những phiên sắp tới nếu như mà anh chị em mua FOMO mua cao quá còn anh chị em mà đánh trung hạn quyết tâm cầm hết xong mới bán ấy, thì anh em phải chấp được chỉnh. Anh em nhá. Anh em đánh theo phương pháp nào thì phải tuân thủ kỷ luật cái phương pháp đó. Không thể nhập nhằng giữa một cái phương pháp đánh ngắn và một phương pháp đánh dài. Nhiều khi ấy, nó sẽ khiến cho anh em gặp phải một cái khoản thiệt hại mà anh chị em không thể lường trước được đâu. Anh em nhá. Thì với những cổ phiếu này này, mình nhận thấy nó đang có một cái kịch bản nó khá là giống So với một số cổ phiếu trong quá khứ Mà trước khi nó bước vào cái siêu sóng Nên anh chị em cũng cần phải thận trọng Thận trọng ở đây Là hạn chế mua đuổi Mua FOMO bằng mọi giá Nếu như nó có điểm mua gia tăng Nếu như nó có điểm mua xác nhận Trong trường hợp nó không chỉnh Trong trường hợp nó không giảm Thì khi đó anh em mới mua Còn anh chị em nên giữ nguyên cái vị thế hiện tại Khoảng 30 đến 50% Có một số anh em tự tin Thì cầm full 100% vốn nhưng cũng chưa đánh margin còn một số anh em mà đánh margin đang có lãi thì nếu như mà thấy thị trường nó rủi ro quá thì có thể bán bớt một phần để làm gì để anh em bớt áp lực thôi vì diễn biến thị trường nó vẫn thay đổi theo từng ngày về cái sự so sánh giữa thằng FTS ở hồi tháng 3 tháng 4 năm 2021 và cái thằng đích ở thời điểm hiện tại để anh chị em có một cái góc nhìn khách quan nhất có nghĩa là ở cái vùng hiện tại thằng đích nó vẫn đang xây một cái nền giá Nằm bên dưới cái vùng đỉnh cũ Nó cũng tương tự giống như thằng STS Ở hồi à, tháng 3, tháng 4 năm 2021 Nó cũng xây một cái nền giá Ở bên dưới cái vùng đỉnh cũ Sau khi xây một cái nền giá Bên dưới vùng đỉnh cũ Nó có một vài phiên nó tăng mạnh đi lên Nó gặp phải vùng cản kháng cự Ở trên vùng đỉnh cũ giống như thằng STS Trước khi những cổ phiếu như là đích Như là cái nhóm thép nó điều chỉnh Thì có thể nó phải tăng đến cái vùng đỉnh cũ của chính nó đã Sau khi tăng đến cái vùng đỉnh cũ của chính nó Thì nó mới chính thức nó bước vào cái nhịp điều chỉnh Thì với những anh chị em mà đánh ở giai đoạn này Thì vẫn có thể kỳ vọng những cổ phiếu như đích Hay một số cổ phiếu khác Nó sẽ tăng lên đến cái vùng 28, 29 Sau đó nó mới chính thức nó bước vào cái nhịp điều chỉnh Và cái nhịp điều chỉnh này Thì có thể sẽ khiến cho thằng thằng đích Nó sẽ giảm về cái vùng 23 Nó sẽ giảm về cái vùng hỗ trợ ở bên dưới nó tiện thể nó lấp luôn cái gap ở hồi đầu tháng 11 vừa qua. Sau đó nó sẽ test đi test lại ở cái vùng này rồi lúc đó nó mới chính thức bước vào con sóng. Nên đây là lý do vì sao mình mới chia sẻ với anh chị em, anh chị em nào đánh ngắn ấy thì có thể mua đích ở thời điểm hiện tại và canh lên đến cái vùng đỉnh cũ rồi anh chị em canh để tranh thủ để chốt lời để bán ra. Cổ phiếu như Hoa Sen cái nhóm này này được nhiều nhà đầu tư quan tâm quá. Mà khi nhiều nhà đầu tư quan tâm quá thì rất có thể nó sẽ bước vào một cái nhịp chỉnh sau đó nó mới lên được nó chỉnh rồi nó đi lên nó khác với cả một cổ phiếu nó hết sóng nó quay đầu nó giảm cái nhịp chỉnh nó khác hoàn toàn với cái nhịp phân phối chỉnh là để tiếp tục đi lên còn phân phối là một cổ phiếu đã hết sóng nó bước vào một cái giai đoạn giảm và khi một cổ phiếu bước vào một cái giai đoạn giảm thì anh em không thể lường trước được những cái rủi ro mà nó có thể mang lại cho chúng ta một số cổ phiếu này trong thời gian tới nó có chỉnh thì anh chị em tìm cơ hội để tham gia làm sao mua được ở cái điểm xác nhận đảo chiều thì anh em sẽ có cái vị thế ở cái vùng giá sale giá rẻ nhất và sau đó anh em canh để mua nốt vị thế ở cái điểm xác nhận và khi đó anh em sẽ có đủ vị thế phun tỷ trọng và lúc đó thì chỉ có ngồi đếm tiền đếm lãi và gồng lãi thôi anh em nhá nên anh chị em chú ý trong một vài phiên tới cho mình xem thị trường nó xảy ra cái kịch bản như thế nào liệu nó có quay đầu điều chỉnh giống như thằng SS. từ 11 12 tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2021 hay không hay là có giống với thằng đích ở cũng ở hồi tháng ở hồi tháng 7 năm 2021 hay không nếu như nó xảy ra kịch bản này thì anh chị em cũng cần phải để ý cần phải thận trọng cho mình nếu như mà thằng thằng đích hay một số của như hoa sen như nam kim nó mới chỉnh giống nhịp này, này nó quay về để nó test lại cái vùng hỗ trợ gần nhất của cái vùng giảm đầu tiên của nó ấy thì nó sẽ xảy ra một cái nhịp chỉnh khá là rát và nếu như nó giống cái nhịp này này thì có thể một vài phiên tới nó sẽ quay đầu nó chỉnh khoảng 7 đến 10%. Nó sẽ rũ bỏ những anh chị em đu bám ra. Anh chị em chờ cái nhịp test lại đáy lần thứ hai để anh chị em có cái điểm mua đảo chiều, nó chính là điểm này này. Và có thể canh lên đến cái vùng đỉnh cũ để tranh thủ để chốt lời ra nó vẫn mang về khoản lợi nhuận khoảng 15 đến 20 phần trăm cho anh em. Sau đó nó tiếp tục nó điều chỉnh nên thời gian tới khả năng những cổ phiếu này nó tiếp tục diễn biến khó lường. anh em cầm cổ phiếu mua đuổi mua đi bán lại là rất rất chán luôn. Nếu như anh em mua đuổi ấy mà cứ mua đúng phiên nổ hàng về là khả năng anh em lỗ là rất cao. Sau khi anh em bán xong nó lại quay đầu nó hồi phục. Sau khi anh em mua lại xong mua khi nó vượt đỉnh lại xong anh em lại phải gặp lại phải khoản thiệt hại và khi đó anh em mãi bị quay trong trọng ở trong một cái vòng lặp lặp đi lặp lại luôn nên uh, trong một vài phiên tới anh em chú ý cho mình nhá nếu như nó xảy ra kịch bản này ấy, thì thời gian tới anh em lại có thêm cái cơ hội để mua cổ phiếu ở cái vùng giá sale giá rẻ với những cổ phiếu như hoa sen như hòa phát hay kể cả như đích anh em nhá nó mà có chỉnh thật thì chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu chỉnh là để đi lên không phải là chỉnh là để đâm đầu xuống đất là được. thì anh chị em vẫn còn rất nhiều cơ hội trong thời gian tới. mà khi những cơ hội này nó xác nhận, thì những cổ phiếu này nó sẽ bước vào cái siêu sóng cụ thể là những cổ phiếu như hòa phát, như nam kim, như hoa sen. nó mà xác nhận thì khi đó nó sẽ chính thức nó bước vào một siêu sóng và lúc đó không chỉ là cơ hội nữa đâu mà lúc đó anh em phải thực hiện hóa cái cơ hội thành cái tiền tươi thóc thật những khoản lợi nhuận anh em nhá nên thời gian tới cơ hội nó sẽ đến với anh chị em anh chị em phải kiên nhẫn trong quá trình tham gia đầu tư cái việc kiên nhẫn nó sẽ quyết định đến cái kết quả đầu tư của anh chị em chứ còn anh chị em mà giao dịch với tần suất cao quá nhanh quá thì kiểu gì trong cái quá trình đầu tư sẽ có một đôi lần anh chị em vấp ngã và nếu như một vài lần đó anh chị em vấp ngã mà không đứng dậy được nó sẽ quật ngã anh chị em luôn lập tức đầu tư không phải là để cho vui đầu tư tốt ấy, thì nó là một công việc buồn tẻ cái câu nói này, này là của một huyền thoại đầu tư Soros một huyền thoại đầu tư mà sọt bán khống cái đồng tiền bà Thái năm 9798 dẫn đến cái việc phá sản đồng bà Thái khuynh đảo vào một nền tài chính của một quốc gia nên anh chị em phải trải qua được cái sự buồn tẻ của cái giai đoạn tích lũy này thì thời gian tới anh chị em sẽ gặt hái được những cái kết quả mà nó cũng sẽ giúp cho anh chị em có những cái trải nghiệm mà không ở một nơi nào anh chị em học được cả mà bắt buộc thị trường nó mang đến cho anh chị em thì anh chị em mới có được cái trải nghiệm này thì sau đó anh chị em sẽ sớm thành công trên cái thị trường chứng khoán này anh chị em nhá. Thế còn đầu tư mà là một công việc vui ấy, thì chắc chắn nó sẽ không giúp cho anh chị em mang về lợi nhuận đâu. Nên thời gian tới anh chị em bám sát cái diễn biến thị trường. Chứ còn sau phiên ngày hôm nay, nhiều nhà đầu tư, nhiều anh em đang kỳ vọng là cái nhóm thép nó sẽ tăng vượt đỉnh. Như anh em cứ phân tích cái diễn biến của những cổ phiếu này so với quá khứ thì anh chị em sẽ có cái câu trả lời cho riêng bản thân mình anh chị em nhé. Còn anh chị em nào mà đang cầm tiền mặt, đang chờ cái cơ hội trong thời gian tới chưa biết mua cổ phiếu nào hay là thấy những cái chia sẻ của mình nó có giá trị thì có thể về đồng hành với mình, về đồng hành cùng team mình để thời gian tới chúng ta cùng nhau gồng lãi, cùng nhau chốt lời anh chị em nhé. Anh chị em theo dõi video đến giờ này thì nhớ ấn vào cái nút like và subscribe kênh để khi mình đăng tải những cái nội dung chia sẻ mới nhất anh chị em là người đầu tiên nhận được cái thông báo này anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.